Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mi Hà Nội. Nếu bạn đang tìm kiếm và muốn mua cho mình hoặc người thân một chiếc máy hút bụi cầm tay thì chắc chắn không nên bỏ qua video này. Sau đây sẽ là top 5 những lưu ý khi mua máy hút bụi không dây mà ai cũng nên biết. Cùng xem nhé. Lưu ý đầu tiên khi bạn quyết định mua một chiếc máy hút bụi không dây đó chính là lực hút. Hiện nay trên thị trường có vô vàn chiếc máy hút bụi cầm tay với đầy đủ mọi thiết kế, giá cả từ thấp cho đến cao. Nhiều người vì đam mê giá rẻ mà bỏ qua lực hút, dẫn đến việc khi mua về máy hút quá yếu, làm mãi không hết bụi. Ngược lại thì cũng có những khách hàng chỉ vì mua những chiếc máy siêu khủng mà quên mất nhu cầu thực tế, dẫn đến việc mua những chiếc máy quá nhu cầu, lãng phí tiền bạc. Chính vì vậy, trước khi mua một chiếc máy hút bụi, bạn cần làm rõ nhu cầu của bản thân để tìm một chiếc máy có lực hút đủ mạnh, phù hợp nhất với yêu cầu dọn dẹp của mình. Thông thường, với những nhu cầu dọn dẹp nhà cửa thì bạn hãy chọn máy có lực hút 20.000 Pascal trở lên, còn nếu chỉ để hút bụi giường đệm thì chỉ cần hơn 10.000 Pascal là đủ để hút sạch bụi rồi. Chẳng hạn như em Redmi V10 này thì có lực hút là 22.000 Pascal, mình dùng từ 2019 đến bây giờ thì vẫn rất tốt. Còn nổi bật nhất thì hiện tại chắc là em Redmi V17 này có mức giá chỉ hơn 5 triệu đồng nhưng lại sở hữu lực hút lên tới 26.500 Pascal, ngang ngửa với các dòng máy hút bụi cao cấp có mức giá từ 10 triệu đồng trở lên. Lưu ý tiếp theo chính là trọng lượng của máy. Khác với các loại robot hút bụi, khi sử dụng máy hút bụi cầm tay, bạn sẽ cần phải giữ và di chuyển máy thường xuyên để có thể hút sạch bụi các khu vực trong phòng. Vì vậy mà trọng lượng của máy cũng là một yếu tố quan trọng mà bạn không nên bỏ qua. Chỉ riêng việc phải liên tục cầm một chiếc máy hút bụi nặng trịch đi khắp nơi, di chuyển từ phòng này qua phòng khác, từ tầng này qua tầng khác là đã thấy mệt mỏi, không còn đủ sức để dọn dẹp hay hút bụi gì nữa. Thời gian dành cho việc dọn dẹp nhà cửa của bạn cũng từ đó mà tăng lên rất nhiều. Một chiếc máy hút bụi cầm tay có trọng lượng nhẹ, dễ dàng cầm nắm sẽ không chỉ giúp cho việc dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng, dễ dàng hơn mà còn giúp tiết kiệm khá thời gian cho bạn. Bạn nên tìm mua những chiếc máy hút bụi có cân nặng dao động từ 1,5 đến 1,6 kg, vừa đủ nhẹ để thoải mái sử dụng, vừa dễ dàng di chuyển khắp mọi nơi như máy hút bụi Redmi V17 hoặc các dòng máy của Redmi V như V9, V10, V11. Thời lượng pin chính là lưu ý thứ ba mà bạn cần ghi nhớ khi mua máy hút bụi cầm tay. Điểm khiến máy hút bụi không dây được nhiều người lựa chọn đó chính là khả năng sử dụng không cần cắm dây của máy. Chính vì vậy, một chiếc máy hút bụi có dung lượng pin lớn, thời gian sử dụng lâu chắc chắn sẽ tốt hơn một chiếc máy có dung lượng pin thấp và hết pin chỉ sau vài phút sử dụng. Trước khi mua máy, bạn hãy đo diện tích các khu vực cần dọn dẹp để từ đó lựa chọn ra các mẫu máy hút bụi có dung lượng pin phù hợp. Đối với các không gian nhỏ, không có quá nhiều đồ đạc hay ngóc ngách cần hút bụi thì bạn có thể tham khảo những mẫu máy có dung lượng pin vừa phải, thời gian sử dụng tương đối, vừa đảm bảo hút bụi sạch sẽ, vừa tiết kiệm chi phí. Ngược lại, nếu bạn cần sử dụng máy cho nhà có nhiều tầng, nhiều phòng hay trong phòng có nhiều khu vực cần hút bụi khác nhau như sàn nhà, thảm, rèm, gầm tủ, gầm ghế, thường sẽ mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp thì bạn nên chọn những loại máy hút bụi có dung lượng pin lớn, thời gian sử dụng trong khoảng 50 đến 60 phút để đảm bảo cho việc dọn dẹp được liền mạch, không mất thêm thời gian chờ đợi sạc pin. Ngoài dung lượng thì bạn cũng nên chú ý đến việc viên pin của máy có thể tháo rời và sạc độc lập mà không cần cắm vào máy được không. Bạn có thể thoải mái hút bụi nhà cửa mà không cần quá lo lắng về thời gian hoạt động của máy, bởi bạn có thể thay ngay viên pin khác khi viên pin cũ hết pin, tiếp tục dọn dẹp nhà cửa ngay lập tức. Bên cạnh đó, sau một thời gian sử dụng, các loại pin sẽ dần xuống cấp, chất lượng không được như ban đầu. Thay vì phải mua cả một chiếc máy hút bụi mới thì bạn chỉ cần mua một viên pin mới để thay thế là lại có thể sử dụng như mới, tiết kiệm rất nhiều chi phí. Tuy nhiên, các dòng máy hút bụi sử dụng pin rời thường có giá bán nhỉnh hơn các loại máy hút bụi pin liền truyền thống một chút, nhưng lại mang đến rất nhiều tiện ích lâu dài cho người sử dụng. Một số loại máy hút bụi sử dụng pin rời có thể kể đến các dòng máy đến từ thương hiệu Dyson với mức giá dao động khoảng 15 triệu đồng, khá cao so với mặt bằng chung. Một lựa chọn khác với mức giá bình dân hơn đó chính là Redmi V17 phiên bản 2022 có giá trị hơn 5 triệu đồng. Máy được trang bị viên pin có dung lượng lên đến 4.000 mAh, cho phép sử dụng liên tục trong thời gian 60 phút và có thể tháo ra sạc rời, không khác gì mẫu máy đắt tiền. Các loại máy hút bụi hiện tại hầu hết đều hoạt động theo cơ chế hút vào thổi ra. Theo đó, máy sẽ hút các loại bụi bẩn trên sàn nhà vào hộp chứa bụi rồi sau đó thổi ngược ra không khí bên ngoài. Một bộ lọc tốt sẽ giúp hạn chế xảy ra tình trạng ô nhiễm thứ cấp, máy hút bụi thổi ngược không khí chứa bụi bẩn vào người. Bạn hãy lựa chọn cho mình những mẫu máy hút bụi được trang bị bộ lọc HEPA, bởi bộ lọc này có khả năng lọc cực mạnh, giữ lại các hạt bụi siêu nhỏ cũng như các tác nhân gây dị ứng vô cùng hiệu quả, thích hợp với những người bị dị ứng, hen suyễn hoặc các bệnh về đường hô hấp. Ở các loại máy thông thường hầu như sẽ lọc được các bụi mịn có kích thước trên 0,3 micromet, còn riêng Redmi V17 thì lọc được các bụi siêu mịn tới 0,1 micromet, an toàn với cả những gia đình có người bị các vấn đề về hô hấp. Lưu ý cuối cùng chính là về số lượng phụ kiện đi kèm khi mua máy hút bụi. Bên cạnh công năng chính là hút bụi sàn nhà, bạn có thể sử dụng các loại đầu hút và thành nối khác nhau để máy có thể hút bụi ở các bề mặt khác nhau như giường đệm, rèm cửa, gầm tủ, gầm bàn, tùy theo nhu cầu của bản thân. Các loại đầu hút và thanh nối này tùy chỉnh theo chính sách bán hàng của nhà sản xuất mà bạn cần phải mua ngoài hoặc được tặng miễn phí. Chính vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ các loại phụ kiện được tặng kèm máy khi mua để tiết kiệm cho bản thân. Đa số các dòng máy hút bụi có mức giá thấp và tầm trung,
đều không được tặng kèm hoặc chỉ kèm từ 1 đến 3 phụ kiện đi kèm. Chỉ các dòng máy hút bụi có mức giá từ 9 triệu đồng trở lên mới có thêm nhiều phụ kiện hoặc tặng kèm cho các bạn sử dụng. Nhiều là một điểm cộng, nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ qua chất lượng và công năng của các loại phụ kiện đi kèm đó. Nếu bạn chỉ cần hút bụi trên mặt sàn gạch, sàn gỗ thì chỉ cần một chiếc máy hút bụi có một chổi hút nhiều hết các dòng hiện tại, Dreamy V9, 10, 11, 12. Nhưng nếu có nhu cầu hút bụi trên nhiều khu vực khác nhau như sàn gạch, thảm thì bạn hãy chọn những loại máy có đầu chổi kép, cùng lúc sử dụng hai chổi lăn khác nhau để đạt hiệu quả hút bụi như mong muốn, đỡ mất công tháo ra lắp vào các chổi hút khác nhau. Một số loại máy hút bụi được trang bị công nghệ chổi lăn kép có thể kể đến Leti P7 hoặc Red Robin B7. Đặc biệt, bên cạnh đầu chổi hút lăn kép thì V17 còn tặng thêm gần 10 loại phụ kiện đi kèm khác nhau. Hy vọng với những thông tin trong video, bạn sẽ có thể tìm cho mình một chiếc máy hút bụi ưng ý, phù hợp với nhu cầu của bản thân nhất. Hiện tại, các loại máy hút bụi đang được nhiều người dùng yêu thích và tìm mua như Red Robin V17, Dream V12, V11 đang được Mi Hà Nội phân phối và bảo hành chính hãng 100% với mức giá và hàng loạt ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng tốt nhất, bạn có thể truy cập link vào phần mô tả hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline 1900-0231 của Mi Hà Nội. Bên cạnh đó, bạn còn có thể ghé thăm showroom Mi Hà Nội tại địa chỉ 41 Vũ Đình Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 134-136 Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube ủng hộ Mi Hà Nội nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.